Rồi chào anh em nha, hôm nay 29 tháng 12 năm 2020 tiếp tục bán thêm một cục máy CT 100 nha anh em. Cái máy là đầu số là 19 nha. Thì cái máy này hôm nay mà còn một cục duy nhất cuối cùng, hết luôn, không còn cục nào nữa. Từ giờ tới qua Tết luôn không còn lô hàng nào về nữa đâu nha anh em. Đây là còn cục cuối cùng. Thì giá cho cục máy CT 100 này mình bán cho anh em với giá là 3,4 triệu. Tình trạng là máy nguyên zin. Đúng hàng rã xe kho Hàn Quốc về, chưa từng sử dụng tại Việt Nam hay bất cứ ở đâu anh em. Máy nguyên zin, sơn xi zin, chưa vệ sinh luôn. Hút nhông nè, chưa có dấu hiệu mòn luôn. Thì cái máy này mình bán cho anh em với mức giá là 3,4 triệu. Anh em nào có nhu cầu cứ liên hệ em qua số điện thoại là 0933996332 nha. Còn đây bộ lửa là gọi là như mới, thiếu mỗi cái hộp luôn. Này lửa đời đầu nè, lửa đời đầu nha anh em, lửa đời đầu nè, qua lăng đen nè, qua lăng là len ken xe ben như mới nha. Đó, giá 3,4 triệu cho cái cục máy này. Máy này thì nó như máy đêm thái nha anh em, chạy rất là ok, chất lượng tuyệt vời luôn. Máy thì máy mới chạy một nướng thì nó còn rất là ok ha. Mình bán là chỉ bao zin không lay đồ, ngoài ra là không bao gì hết ha. Anh em mua về là nổ im không im gì không bao, mình cũng như anh em cũng như mình đó, cứ mua sao bán vậy. Thì máy là đúng máy zin đẹp, đen ken bộ lửa, máy đầu số 19 nha anh em. Giá là 3,4 triệu nha, 3,4 triệu chỉ cục máy, ngoài ra là không có gì thêm ha. Anh em đừng hỏi em mà có mình sang đây này kia, chỉ cục máy, giá là 3,4 triệu. Anh em nào có nhu cầu cứ liên hệ em qua số điện thoại là 0933 96332 ha.